Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền ô tô cũ Sài Gòn. Thì hôm nay đã là mùng 10 rồi các anh chị, không biết là tất cả các anh chị và các bạn nhà mình đã đi làm lại hết chưa ạ? Hôm nay cũng là ngày vía thần tài nữa, thì Tuyền cũng xin được gọi là chúc đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi bên kênh của Tuyền nè. Ở năm 2023 này, công việc thì luôn luôn thuận lợi và có những bứt phá mới ha. Đặc biệt là làm ăn phát tài tiền vô như nước các anh chị nha. Mặc dù là đầu năm thôi nhưng mà bên Tuyền thì phải nói là hôm qua là về thêm rất là nhiều xe, về tới gần 10 xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Về thêm Fortuner máy dầu số sàn 2020 nè, rồi Fortuner máy dầu số tự động, rồi về thêm Kia Seltos, Honda Brio ha, rất là nhiều xe luôn. Nên nếu như mà các anh chị và các bạn nào bữa giờ mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe để phục vụ cho công việc của mình ở cái năm mới này thì nhớ ghé qua kênh của Tuyền để lựa cho mình một chiếc xe phù hợp nha. Hôm nay Tuyền sẽ làm một cái video tổng hợp lại hết cho tất cả các anh chị và các bạn tất cả những chiếc xe 5 chỗ nè, 7 chỗ nè, bán tại hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chiếc đầu tiên các anh chị. Bên này ha, bây giờ mình đi từ giải bên này các anh chị nha. Mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 5 chỗ và đó là siêu cưng luôn các anh chị, của Suzuki nha. Swift số tự động đời 2019 nhưng mới đi có 13.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 498 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xanh, mang biển số Sài Gòn. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Xe thì anh chủ có dán phim rồi, ghế thì ghế da tông màu nâu, sàn nguyên bản, trần đã được bọc ni lông cho mình rồi các anh chị ha, màn hình zin theo xe. Đấy, phong dáng phải nói là rất là cưng các anh chị ha. Dòng này thì khá là hiếm các anh chị, không có xe thường đâu, lâu lâu Tuyền mới về được một chiếc này thôi. Các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền nha. Vì đây là video tổng hợp nên là Tuyền không có đi vào chi tiết xe nhiều, Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị có quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó ở đây nè thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem, hoặc là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Rồi tiếp theo một chiếc xe 5 chỗ cũng khá là xinh xắn, nhỏ gọn, dễ đi nè. Đi lanh quanh Sài Gòn đưa đón con đi học, đi chợ, đi chơi, hoặc là những chị nữ mà nào mà mới tập lái thì cần những chiếc xe mà nhỏ nhỏ gọn gọn dễ đi á, thì lấy ngay em này ha. Chiếc này là Honda Brio các anh chị, phiên bản RS bản cao cấp nhất, đời 2019. Xe thì mới đi có 14.000 km thôi. Màu đỏ cam khá là đẹp ha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá chỉ có 419 triệu thôi. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nè. Màu cam khá là xinh các anh chị, mang biển số 60 Đồng Nai nha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc ha. Ghế thì ghế da, anh chủ có dán phim cho mình rồi. Sàn thì sàn 5D, trần nguyên bản, màn hình zin theo xe các anh chị nè. Đấy, xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó thì tầm khoảng 5 đến 6 lít thôi. Rồi mình đi tiếp các anh chị nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngậm nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi cũng Honda Brio nhưng dành cho các anh chị nào mình đang cần tìm xe đời cao hơn ha. Chiếc này cũng bản RS luôn, đời 2021, đi mới có 11.000 km thôi các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 448 triệu các anh chị ha. Cũng màu cam rất là đẹp, mang biển số 62 là Long An nha. Rồi xe này thì ghế nỉ nguyên zin ha. Sàn nguyên bản, trần nguyên bản. Xe này phải nói là giống như một chiếc xe trong hãng ra vậy đó các anh chị, chưa có trang bị thêm nhiều option ha. Chị anh chủ chỉ có dán phim ba em cho mình thôi. Đấy. Tất cả xe bên Tuyền mà đời từ 2016, 2017 trở lên thì Tuyền hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Nếu mà các anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về những thủ tục ngân hàng như là chuẩn bị trả trước bao nhiêu nè, hàng tháng đóng như thế nào hay là lãi suất như thế nào đó thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi hết dãy này các anh chị, mình xuống đây luôn ha. Dưới này các anh chị. Rồi dưới này là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Mazda, rất là sang trọng luôn. Đấy, Mazda CX5 phiên bản 2.0 Premium đời 2019. Đi mới có 31.000 km thôi, màu đỏ pha lê khá là đẹp ha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 796 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Xe màu đỏ khá đẹp, cái dịp đặc biệt là cái màu đỏ của Mazda thì phải nói là rất là đẹp luôn. Mang biển số Sài Gòn, cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi, ghế gian nguyên zin, ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện nè các anh chị. Sàn thì sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình, phanh tay điện tử ha, vân vân và vân vân, option cho chiếc xe này luôn. Quan tâm chi tiết hơn thì liên hệ Tuyền đi. Xe này thì Tuyền có quay một cái video chi tiết xe rồi đó các anh chị. Rồi mình tiếp tục các anh chị ha. Trên này một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Honda ha. Form dáng thì phải nói là rất là trẻ trung luôn, cũng rất là gọn gọn ha, dễ đi. Chiếc này là Honda HR-V phiên bản 1.8L, bản cao cấp nhất, đời 2019. Xe thì đi khoảng 37-38.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 698 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nha. Cũng màu đỏ cam luôn các anh chị ha, màu đỏ cam. Rồi đợi Tuyền xíu nha. Rồi, xe thì có dán phim này các anh chị, ghế da, ghế lái chỉnh điện ha. Chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu đó, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử ha, màn hình, rồi cửa sổ trời toàn cảnh nữa các anh chị. Cũng rất là nhiều option cho chiếc xe này nha. Rồi đặc biệt là cái màu này khá là đẹp nữa, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm ha. Xe biển 71 Bến Tre nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi dưới này, mình đi lên các anh chị nhé. Dưới này một chiếc xe 7 chỗ hạng sang của Ford các anh chị, Ford Explorer máy xăng nha, phiên bản 2.3 EcoSport đời 2018 nè, đăng ký lần đầu là năm 2019 các anh chị ha, đi khoảng 50.000 km rồi. Ở bên Tuyền đang bán xe này với giá là 1 tỷ 628 triệu các anh chị. Rồi màu đỏ các anh chị nha, có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi, cốp điện, đá cốp. Dòng này phải nói là option miên man các anh chị, kể hoài không có hết trong một cái video tổng hợp dài như thế này đâu. Nên là quan tâm thì liên hệ Tuyền, hoặc là các anh chị nhà mình xem thêm thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tuyền ha. Nào là bể bước điện nè, rồi đề nổ từ xa, đá cốp, rồi ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, vân vân và vân vân, option cho chiếc xe này luôn. Rồi đi tiếp nha, quan tâm hơn thì liên hệ Tuyền nè. Chiếc này các anh chị, Kia Sorento máy dầu bản full option đời 2018, xe đi khoảng 47.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 798 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Xe này là hiện tại Tuyền đang giảm giá khá là sâu cho các anh chị đó. Hôm trước Tuyền bán xe này là 848 triệu ha, như hôm nay Tuyền giảm giá mạnh cho các anh chị chiếc xe này luôn. Nên nếu mà bữa giờ các anh chị nào mình thích chiếc này rồi thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nha. Rồi ghế da nguyên zin, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện nè các anh chị, có cửa sổ trời luôn ha. Bản này bản full các anh chị, nên là có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Màn hình rồi điều hòa thì hai vùng, phải nói là phanh tay điện tử, rất là nhiều option cho chiếc xe này luôn các anh chị ha. Sorento khỏi bàn rồi. Rồi trên này nha, thêm một chiếc HR-V nữa các anh chị. Chiếc này thì đời 2021 các anh chị nha. Đi mới có 16.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 736 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền nè. Xe này biển 93 Bình Phước ha. Màu đỏ cam cũng khá là đẹp. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2023. Có dán phim viền che mưa. Đấy, rồi chén cửa ha. Ghế thì ghế da, ghế lái chỉnh điện nè. Sàn simili trần nguyên bản, có cửa sổ trời, cũng có màn hình, phanh tay điện tử ha. Bản này là cũng là bản 1.8L các anh chị, bản cao cấp nhất hết á. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua dải bên này các anh chị ha. Bên đây trống một xe, đây còn chiếc này nữa các anh chị. Chiếc này hôm qua Hyundai Tucson thì cũng đã nhận cọc và giao luôn rồi các anh chị, trong chiều tối ngày hôm qua. Rồi chiếc này nhá, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu số tự động, nhưng giá cũng khá là mềm, loanh hoanh 750 triệu nha. Trailblazer máy dầu nè, số tự động 2 cầu các anh chị, đời 2018, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Xe này thì đi khoảng 42.000 km thì phải á. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 776 triệu. Các anh chị nhìn sơ nhé. Màu này là màu xanh rêu các anh chị ha, rất là lạ luôn. Đấy, mang biển số Sài Gòn, có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi, dán phim, viền che mưa, bệ bước. Các anh chị, những chiếc xe gầm cao như thế này thì nên có bệ bước đi lên đi xuống cho nó tiện ha. Ghế thì ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện nè, có màn hình ha. Trần thì đã bọc ni lông cho mình rồi, có camera hành trình đầy đủ cho mình sử dụng luôn. Đấy, Trailblazer thì cầu thêm một chiếc một cầu màu trắng, cũng biển Sài Gòn luôn. Tí xíu thì sẽ đi sơ chiếc xe đó cho các anh chị nhà mình cùng xem ha. Rồi, Xpander này là của khách đang đậu coi xe đỡ các anh chị. Mình qua chiếc này ha. Một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan B các anh chị, cũng giá mềm mềm mà cũng rất là nhiều option nè. Hyundai Accent ha, dòng này thì các anh chị nhà mình tìm kiếm rất là nhiều luôn. Chiếc này là bản 1.4 số tự động và bản đặc biệt các anh chị, đời 2021 đi mới có 13.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 526 triệu các anh chị nhé. Đấy, tất cả xe đây tiền báo thì đều bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào đó đây thì nhanh tay liên hệ Tiền đi. Đấy, còn bớt chút lọc cho các anh chị nữa ha. Bản này là bản đặc biệt, là bản cao cấp nhất, có cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình luôn ha. Rồi tiếp theo xuống dưới này các anh chị, một chiếc xe 7 chỗ phải đó là best seller tại FastCars các anh chị ha, bán hoài không chán luôn. Về xe nào là nhận cọc cực kỳ nhanh xe đó nha, nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm nè. Mitsubishi Xpander phiên bản 1.5 số tự động đời 2020 nhưng mới đi có 27.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 579 triệu các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nhé. Màu bạc biển Sài Gòn luôn các anh chị. Đấy, màu này thì vừa có thể đi gia đình, vừa có thể kinh doanh chạy dịch vụ thêm được nè các anh chị ha. Anh chủ thì rất là kỹ nhá. Đấy, đi có 20 mấy ngàn thôi. Ghế da, sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị ha. Đấy, có cam lùi cho mình luôn rồi các anh chị. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Ở Xpander thì Tiền còn thêm 2 chiếc số sàn nữa. Một chút xíu thì sẽ đi cho các anh chị nhà mình cùng xem luôn. Rồi, tiếp theo nha, một chiếc xe 7 chỗ cũng khá là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu rồi các anh chị, lại là hãng của Toyota nữa ha. Toyota Rush cũng phiên bản 1.5 nè, số tự động đời 2020 nhưng mới đi có 14.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 599 triệu, các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe biển số 61 là Bình Dương các anh chị, xe thì có dán phim, có viền che mưa, chén cửa ha. Ghế thì ghế da, sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản các anh chị, màn hình zin theo xe ha. Em này phải nói là mới 98-99% các anh chị. Màu này là màu đỏ mận, khá là sang ha, rất là đẹp á. Rồi mình đi tiếp các anh chị. Các anh chị nào mình còn tính chi tiết về những cái thủ tục sang tên, không biết là khu vực mình và Bến Tre nè, sang tên tổng cộng lăn bánh luôn là bao nhiêu tiền thì liên hệ Tiền để Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Còn giá ở đây Tiền báo chỉ là giá xe thôi, vì những anh chị mình ở khu vực gần hay xa thì chi phí lăn bánh nó sẽ khác nhau các anh chị nha. Rồi chiếc này các anh chị, Mitsubishi Xpander số sàn đời 2021, đi 37.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 536 triệu các anh chị ha. Màu đen biển số 68 là Kiên Giang các anh chị nhé. Rồi, xe này thì anh chủ ra biển vàng, có kinh doanh, có đăng ký kinh doanh các anh chị ha, để chạy dịch vụ thêm nè. Đấy, mà chưa chạy bao lâu hết thì cũng bán xe rồi các anh chị, nên là cũng không có chạy kinh doanh bao lâu hết á. Vì nếu mà mua xe mà để chuyên kinh doanh chạy dịch vụ thì không ai lấy màu đen này hết các anh chị ha. Rồi tiếp tục nè, một chiếc xe phải nói là siêu lướt luôn, như xe hãng các anh chị ha, mà mình lại tiết kiệm thêm được một ít nữa. Chiếc này là Xpander số sàn đời 2021 nhưng mới đi 4.000 km thôi, chưa hết ưu đãi luôn các anh chị nè. Ở Bên Tiền đang bán xe này với giá là 546 triệu các anh chị ha. Màu nâu các anh chị. Đấy, như một chiếc xe hãng. Tiền nói như một chiếc xe hãng thì các anh chị nhà mình cũng hình dung được rồi đúng không ạ? Cũng biển 68 nha, số sàn nên ghế của nó sẽ là ghế nỉ nguyên zin, và tất cả mọi thứ đều hoàn như là zin theo xe hết, chưa có lên option gì hết các anh chị nha. Tại mới mua về đi có 4.000 cũng chưa có nhiều thời gian để mà trang bị thêm cho nó ha. Rồi mình đi tiếp nè các anh chị. Rồi dưới này một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá mềm lành tính nhưng phải nói là đầy đủ option cho mình sử dụng, có cả cửa sổ trời luôn các anh chị. Giá thì khá là mềm ha. Ford EcoSport phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất đời 2017 nè. Xe này thì đi khoảng 54.000 km thôi và biển là biển Sài Gòn luôn các anh chị ha. Biển Sài Gòn nè, và được anh chủ lên rất là nhiều option như là lên màn hình nè, rồi lên K360, cả biến áp suất lớp luôn. Xe này thì bên Tuyền đang bán với giá là 438 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Mình mua xe đã qua sử dụng thì mình tiện được một cái là chủ trước có trang bị thêm gì á thì mình đỡ phải tốn tiền trang bị thêm các anh chị ha. Rồi ghế thì ghế da nguyên zin, chất da cũng còn tương đối mới, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời. Anh chủ lên màn hình cho mình ha, lên cho mình camera hành trình nữa các anh chị. Đấy, cam 360, cảm biến áp suất lớp nha. Xe này thì thấy mua về là sử dụng ngay thôi, không cần phải trang bị thêm gì nữa hết đó các anh chị. Tiếp tục nha, xe này vẫn còn trả góp cho các anh chị nha. Quan tâm chi tiết hơn về những thủ tục trả góp thì liên hệ Tiền nè. Rồi thêm một chiếc EcoSport nữa nhưng tài chính của các anh chị dưới 400 triệu lấy ngay em này ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Ford EcoSport phiên bản Titanium, cũng bản cao cấp nhất luôn, đời 2015, đi khoảng 10 vạn rồi các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 388 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Còn bớt chút lộc may mắn cho các anh chị nữa ha. Dành cho các anh chị nào mà thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ nè. Rồi ghế da nha, sàn nguyên bản, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, tuy nhiên thì chưa có màn hình các anh chị ha. Đó, các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm nha. Màu xám titan khá là sang luôn các anh chị. Đấy, màu này không biết là lên sóng như thế nào nhưng mà ở ngoài cũng rất là sang các anh chị ha. Rồi tiếp theo nè các anh chị, một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan C nhưng giá khá là mềm, chỉ bằng một chiếc sedan B thôi các anh chị nha. Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động đời 2018 nè. Xe này thì anh chủ cũng lên option cách âm này kia cho mình cũng rất là nhiều rồi ha. Đi khoảng 32.000 hay 35.000 gì đó thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 516 triệu các anh chị nhé. Xe biển số tứ quý 1 các anh chị, Bình Định nhé. Màu đen khá là sang trọng, sơ heo thẳng màu đỏ nè. Anh chủ thì có dán phim cho mình ha, bọc lại cho mình một bộ ghế mới nè, tông một kem rất là đẹp, ghế lái chỉnh điện, nào là nhớ ghế 2 vị trí, rồi sàn simili, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, rồi màn hình, và anh chủ cách âm sàn xe cho mình luôn rồi các anh chị. Đấy, màu đen khá là sang trọng ha. Thường thường thì xe 5 chỗ á thì bên Tiền về những cái màu sắc như màu trắng, màu bạc, màu đỏ, màu này kia thì rất là nhiều, nhưng mà màu đen thì cũng rất là ít ha. Các anh chị nào mà thích màu này thì nhanh tay liên hệ Tiền nhé. Rồi chiếc này thì bên Tiền mới vừa về các anh chị, Kia Seltos phiên bản tiêu chuẩn đời 2021 ha. Mấy bạn đang vệ sinh rồi, quan tâm thì liên hệ Tiền gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Chiếc này hình như là đi mất có 10 mấy ngàn thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 616 triệu các anh chị. Rồi mình đi tiếp xuống dưới dải bên này luôn ha. Thôi bắt đầu mình đi giữa đi. Rồi mình đi chiếc này các anh chị. Rồi chiếc Trailblazer máy dầu số tự động đời 2018 một cầu các anh chị ha. Hồi nãy Tiền có nhắc nè, chiếc này thì đi 49.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 676 triệu các anh chị ha. Trên lệch với chiếc 2 cầu tầm 100 triệu các anh chị. Màu trắng biển Sài Gòn nữa các anh chị. Đó, có dán phim, có viền che mưa, chén cửa, ghế thì ghế da, tông màu đen và tông màu kem, sàn 5D, trần bọc ni lông, anh chủ lên màn hình, lên cam hành trình cho mình ha, bể bước. Đó, thích màu nào lấy màu đỏ các anh chị nha. Rồi tiếp tục các anh chị, 2 siêu phẩm đang có sẵn tại FastCars các anh chị nha. Mình đi chiếc này trước nha. một dòng xe 7 chỗ mà phải nói là các anh chị và các bạn nhà mình tìm rất là nhiều, nhưng mà trước Tết Vĩnh Tiền là không có xe nè, và thị trường của không có xe nhiều đâu các anh chị. Thỉnh thoảng lâu lâu mới về được một xe, và thường thì về Vĩnh Tiền nhận cọc rất là nhanh, nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tiền, chuyển khoản chốt cọc ngay nha, vì dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh đây. Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 các anh chị ha. Xe thì đi 49.000 km rồi, một chủ sử dụng từ đầu tới nay. Vĩnh Tiền đang bán xe này với giá là 879 triệu các anh chị nha. Màu bạc các anh chị, mang biển số 61 chứ, 61 là Bình Dương ha. Đăng kiểm đường bộ thì còn tới 2024 luôn các anh chị, vô tư xài luôn. Ghế da các anh chị còn rất là căng, còn rất là mới nè. Sàn simili trần 5D, màn hình, anh chủ thì có dán phim viền che mưa, bể bước, nẹp bước chân ra vào ha. Vỏ thì vẫn còn là 4-5 vỏ xin theo xe các anh chị. Đấy. Rồi, liên hệ Tiền ngay để chốt cọc các anh chị ha. Rồi, cũng Fortuner nhưng cho các anh chị nào thích đi số tự động nè. Chiếc này là máy dầu số tự động đời 2020. Chiếc này thì đi khoảng, để Tiền nhớ xem hình như là mới có mười mấy ngàn km thôi à, 11.000 hay gì á, hay là khoảng 18.000 chứ, 18.000 các anh chị. Màu trắng nữa ha. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 996 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nè. Đấy, đã Fortuner máy dầu số tự động mà còn màu trắng nữa các anh chị. Đấy, phải nói là cực kỳ đẹp, rất là hot nha. Rồi, anh chị nào mà bữa giờ liên hệ Tiền để tìm Fortuner thì hôm nay thấy được cái video này thì nhớ gọi lại cho Tiền nha. Ghế da các anh chị ha, ghế lái chỉnh điện nè, sàn 5D trần nguyên bản, có màn hình cho mình nè các anh chị. Rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của em này thì tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi. Đấy, rồi, mình đi tiếp các anh chị nha. Rồi, mình đi qua dải bên này ha. Chiếc này Honda Civic các anh chị nha. Chiếc này bản G đời 2020. Chiếc này thì đi hình như là khoảng 43.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 646 triệu các anh chị ha. Civic là hôm bữa Tiền về cũng khá nhiều xe đó các anh chị, nhưng mà trước Tết Tiền đã nhận cọc hết rồi. Hiện tại Tiền còn một xe này, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tiền chốt sớm ha. Màu xanh các anh chị, màu xanh ánh rêu rêu á, màu này khá hiếm nè. Rất là sang luôn á. Do Tiền đậu ở quốc lộ cho nên là nó sẽ hơi bụi một tí xíu ha. Các anh chị nhà mình xem video thông cảm giúp Tiền, thì bên Tiền bán xe mộc nên là nhiều khi xe các anh chị đến xem xe thì nó có hơi bụi tí xíu. Nhưng mà một khi mà giao xe đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp ha. Rồi, ở dưới này cũng hết rồi, mình còn lót cót mấy chiếc bên này là mình đi cho hết luôn các anh chị ha. Con xe hôm nay thì các anh chị xem video thì chắc cũng biết ha, trống rất là nhiều chỗ luôn, nên cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ nè, 7 chỗ, bán tải 9 chỗ, 16 chỗ Tiền đều thu nha. Nên nếu mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới á, thì bán lại cho bên Tiền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe, hay từ 5 chỗ sang 7 chỗ, hay từ 5 chỗ sang bán tải gì đó thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Trước tiên thì gửi giấy tờ xe cho Tiền nè, cà vẹt đăng kiểm, chụp cái đồng hồ đô cho Tiền, Tiền sẽ định giá trước cho các anh chị ha. Nếu được thì Tiền sẽ sắp xếp đến nhà cho các anh chị xem xe ha, được là thanh toán một lần và nhận xe về luôn, không có lòng vòng, thủ tục rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ nha. Rồi, tiếp theo các anh chị ha, một chiếc xe phải nói là siêu siêu ngầu các anh chị, Raptor màu đen đời 2018, đi khoảng, chiếc này hình như là đi 40 mấy ngàn km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1 tỷ 046 triệu nha. Màu đen khá là ngầu các anh chị, mang biển tỉnh ha. Anh chủ thì có lên cho mình 4 cái mâm của fuel các anh chị. Mâm này tầm khoảng hơn 10 triệu một cái nha, 4 cái là thấy gần 50 triệu rồi đó các anh chị. Mâm lớp độ nha. Raptor thì khỏi phải giới thiệu nhiều rồi các anh chị, đúng không ạ? Quá đỉnh rồi. Rồi, xe này thì anh chủ nguyên zin nha, không có trang bị nắp thùng gì hết á. Ok nha. Tiếp theo các anh chị, chiếc này một chiếc xe bán tải số sàn rất là hot của Ford luôn, Ranger phiên bản XLS số sàn một cầu đời 2020, đi khoảng 50.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 568 triệu các anh chị nha. Màu xanh đen, mang biển số 60, là Đồng Nai các anh chị. anh chủ thì có trang bị cho mình một cái nắp thùng cao. Đấy. Ghế thì ghế da, sàn thì sàn nguyên bản, trần thì trần 5D có màn hình. Rồi, các anh chị nào mà quan tâm chi tiết hơn về em này thì liên hệ Tuyền nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này các anh chị, còn xe dưới này nữa nha. Dưới đây là Ford hết nè các anh chị ơi. Mình đi chiếc này trước ha. Ranger White Truck phiên bản 3.2 đời 2016. Xe này thì đi khoảng 83.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 658 triệu các anh chị. Màu đen ha, White Truck 3.2 nhập Thái nha. Rồi, anh chủ thì có lên cho mình một cái nắp thùng thấp các anh chị, dán phim viền che mưa bệ bước. Ghế thì ghế nguyên zin hết á, ghế da pha nỉ nguyên zin, ghế lái chỉnh điện, sàn simili, trần bọc trần có màn hình. Quay ra bản 3.2 này phải nói là máy cực kỳ mạnh ha, đi phải nói rất là sướng luôn á. Rồi tiếp theo các anh chị ha, chiếc này một chiếc xe 7 chỗ máy dầu gầm cao nhưng số tự động ha, của Ford các anh chị. Everest phiên bản Ambient bản tiêu chuẩn thôi, đời 2019 đi khoảng 47.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 896 triệu ha. Nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết xe này hiện tại Tuyền đang giảm giá cũng khá là sâu cho các anh chị á. Trước kia Tuyền bán xe này là 936 triệu. Đấy, như hôm nay Tuyền giảm cho các anh chị còn 896 triệu ha. Rồi giảm hẳn 40 triệu cho các anh chị nhà mình luôn nha. Nên bữa giờ thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nè. Rồi mình đi tiếp các anh chị. Hình như là giải bên kia hầu như là những chiếc xe đã bán rồi. Để Tuyền xem còn sót xe nào không, Tuyền quay lên cho các anh chị nhà mình xem luôn, để các anh chị nhà mình có được thông tin ha. Rồi bên này còn xe nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới dãy bên này nha. Nhớ là ở lại đây xem hết video với Tuyền nha. Rồi tiếp theo các anh chị nha, thêm một chiếc Brio đang có mặt sẵn tại bên Tuyền luôn. Tổng cộng là Brio hiện tại bên Tuyền có 3 sự lựa chọn dành cho các anh chị ha. Cũng màu cam luôn, lên xem xe thích chiếc nào lấy xe đó nha. Chiếc này cũng bản RS các anh chị. Chiếc này là đời 2019 ha, đi khoảng 30.000 rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 419 triệu ha. Nhìn sơ giúp Tuyền nè, biển số 66 là Đồng Tháp các anh chị. Anh chủ thì cũng có dán phim, cũng có viền che mưa cho mình rồi nè. Lên cho mình bộ ghế da ha. Rồi sàn thì sàn 5D, trần 5D, màn hình. Đấy. Rồi ok nhé. Xe này thì anh chủ sơn mâm đen, sơn heo thắng màu đỏ cho nó thể thao đồng bộ với chiếc xe luôn ha. Rất là chăm chút cho cái xe các anh chị. Chiếc này bên Tuyền mới về nè các anh chị, Trailblazer nha. Máy dầu số tự động 2 cầu đời 2018. Xe này thì đi khoảng 81.000 km rồi thì phải á. Biển tỉnh ha, đi nhiều hơn tí xíu nên bên Tuyền bán xe cũng giá cũng nhỉnh hơn, 736 triệu. Nhìn sơ giúp Tuyền nè. Màu đen các anh chị nha. Đấy, tổng cộng Trailblazer cũng có 3 sự lựa chọn dành cho các anh chị ha. Ghế da các anh chị, ghế lái chỉnh điện, sàn 5D, trần nguyên bản, màn hình. Rồi vì đây là video về xe cũ nên Tuyền không có giới thiệu nhiều về những tính năng theo xe. Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi, hoặc là Tuyền giới thiệu những cái trang bị thêm của khách hàng trước thôi. Tuyền không có đi vào thông số kỹ thuật nha. Các anh chị nào quan tâm không biết là ở chiếc xe này nó có những tính năng gì vượt trội thì mình tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tuyền ha. Rồi hết rồi các anh chị, đa số bên đây là những chiếc xe bên Tuyền đã nhận cọc rồi, chờ giao xe. Cái này cũng đang nhận cọc làm ngân hàng cho khách các anh chị ha. Nhận cọc nè, này thì tháo biển luôn rồi, rút hồ sơ chuẩn bị sang tên cho khách hàng các anh chị. Rồi thì vừa rồi Tuyền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tại hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền rồi nha. Nếu các anh chị thích chiếc nào thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của Tuyền thì nằm gần ngã tư Bình Phước các anh chị. Nên khi đi xem xe thì nhớ liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ chỉ đường để cho các anh chị nhà mình đi, hoặc là gửi định vị cho các anh chị chị nhà mình đi ha. Và nhớ liên hệ cho Tuyền trước luôn để hỏi là hiện tại bên đó có những cái chiếc xe đó hay không nè, xe còn hay không, nếu còn thì mình lên, chứ nhiều khi mình lên tới nơi thì những chiếc xe đó bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại mất công đi lại thời gian cũng như là chi phí cho các anh chị nha. Và hiện tại bên Tuyền cũng đang trên đường về rất là nhiều những dòng xe hot, nên nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào thì nhớ liên hệ Tuyền. Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nè, hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tuyền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.